gốc của mình là gọi là Nguyễn Mọt, nhưng thường đời gọi rằng là Nguyễn Tiến Dũng là cái tên đó là mình đặt lại, còn tên cha mẹ mình đặt là Nguyễn Mọt, tên dễ khai sinh con út. Mình có người anh cộng tên Chọt nữa đặt mình là Mọt. Ba mẹ mình sinh ra cộng được 9 người con, 6 trai cùng 3 gái. Thì từ được thì ba mẹ thì vẫn ở đó, dưỡng bằng lại mà dưỡng bằng đo thì hồi đó ba mẹ vẫn ở sống lên đến trên mặt nước. Cả gia đình ở Vĩnh Thiên ở trên một chiếc đo, hồi đó không phải là đo nhôm mà đo bằng vãng, sống ở Đâm Chuông. Nhớ lại những kỷ niệm mà mẹ thì mỗi lần mà cơn mưa bão gió to mà trên chiếc đò á thì nó rất khổ. Ba mẹ sợ này, những đứa con là lớn cũng sợ, nhỏ vẫn sợ, sợ những từng cơn gió từng giọt mưa. Thì khi đó mẹ mỗi lần mà nghe trời mưa bão một cái á thì hồi đó đài cũng không có nữa, nghe người ta truyền miệng thế chứ đài không có đài để nghe là dự báo theo kiểu như bây giờ. Nhưng tôi nghe là mẹ nói là mỗi lần mà mưa bão thì mẹ cứ nấu một nồi cơm. Cực nhiều, một nồi cơm dù việc được 10 lon gạo mẹ phải nấu được 10 lon gạo. Để làm gì? Vắt từng vắt cơm để cho những đứa người lớn, người con lớn á, để chăm sóc cho những đứa nhỏ. Vậy là những đứa, những người anh trai mà lớn á, là để chăm sóc chiếc đò đó, là đừng để mưa bão trôi này, đừng gọi lật thuyền. Mưa bão là nỗi lo sợ lớn nhất của người dân Vàng Đò sống trên sông nước. Những cảnh đẹp tuyệt vời, mê hoặc lòng người ở Đầm Chuồng như thế này làm cho chúng ta quên những nỗi kinh hoàng đến từ mưa bão. Đầm Chuồng, xã Phú An, huyện Phú Vang, quê hương của anh Nguyễn Tiến Dũng, nằm trong hệ đầm phả Tam Giang của Thừa Thiên Huế. Nói đến Tam Giang, dân gian Huế còn lưu truyền câu ca dao nói về sự nguy hiểm của Tam Giang trong mùa mưa bão. Thương em, anh cũng muộn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phả Tam Giang. Đầm Chuồng rộng khoảng 100 hectare, bây giờ là một điểm du lịch sinh thái cộng đồng nổi tiếng của Thừa Thiên Huế. Nhưng mùa mưa bão vẫn là một ám ảnh. Cho đến bây giờ, bà con Vàng Đò Đầm Chuồng vẫn không thể nào quên ký ức khủng khiếp về cơn bão năm 1985. Cơn bão đó thì gia đình tôi thì nó như đúng ấy, cũng nhà tán cửa nát hết, nhưng mà còn một chiếc đò, đó là một chiếc đò rất nhỏ nhưng mà vẫn nuôi được sống một gia đình, kể như mấy anh trai và mấy chị gái cũng như là em út là tôi đây. Mẹ chỉ có biết khóc và ôm con giữa khóc thôi. Mẹ nói là làm lại từ đầu, nhưng mẹ mừng nhất là mẹ cầu trời khẩn mực. Mẹ nói là con của mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ mừng một điều đó, nhưng mà mẹ cứ nghĩ là nhà mất nhưng mà con cả mẹ đáng con. Nhưng khi đó là em nhớ là nước nó khô thì mẹ đi lượm từng cái củi. Mẹ còn không biết một mấy lon gạo đó mà ngồi nấu chia sẻ cả nhà công ăn. Trước đây ấy, là sợ nhất cái mùa mưa bão đói vẫn ngầm đặng nổ cái được, nhưng thật sự là sợ nhất là mùa mưa bão. Nó khó khăn thì mới sau khi mà bão tầm lắm xong thì nhà nước mới có chính sách để đưa lên và mọi thứ thì cũng ổn định tới dần dần để bây giờ đó. Cơn bão năm 1985 với riêng Vàng Đò Đầm Chuồng thiệt hại về người và tài sản rất lớn. Dân Thụy Diền là những người sống trên mặt nước, không có đất thổ cư, nên khi mất chiếc thuyền là mất mái nhà. Họ cực đến nỗi không có cả cành màng trời chịu đất. Sau bão, cả một vùng dân cư Thụy Diền lâm vào cảnh tan hoang, thiểu thốn trăm bề. Thì toàn bộ dân cư ở đấy, ngày xưa là gọi Vàng Thụy Diền, họ sống là bên bông trên mực nước. Thì sau cơn bão 85 đó là một cơn bão lịch sử. Ở đấy là đò thuyền thì chìm lật, nhà cửa thì trôi hết. Và sau cơn bão 85 thì được
chính sách của Đảng và Nhà nước đưa định cư lên bờ. Thì thời gian đó chính quyền ở địa phương ở đây là xây cho ba bằng phòng học. Ở đây cái tế đức thấp lắm, mà ở đây cái tế ruộng mà. Cho nên các ban ngành đoàn thể của xã là về đây tập trung là bắt đất và cấp cho mỗi hộ rồi là 20 cây trái, 1 cây dương, 2 cuộn giấy để mà tạm thời đầu tiên để làm lấy một cái ngôi nhà để ở sau cơn bão. Chính sách cấp đất đưa dân Vàng Đò Đầm Chuồng lên bờ định cư đã tạo một bước ngoặt đổi đời người dân nơi đây. 37 năm qua, diện mạo thôn định cư bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Cơn bão năm 1985 trở thành dấu mốc để người dân so sánh cuộc sống bấp bênh trước đây và cuộc sống ổn định no ấm bây giờ. Tôi còn nhớ là không bao giờ quên, một mẹ nấu một nồi cơm thì hình như 2 lon gạo mà 10 lon sẵn với khoai để tròn lại. Nhưng mà một cái kỷ niệm là những người ăn đâu là khổ, những khoai về sẵn là các anh ăn, còn những chén cơm trắng lọc ra thì để cho những đứa em, để nâng đỡ những đứa em nuôi lớn lên. Cho nên trong một cuộc sống á, giờ cho mình có ngày hôm nay mình vẫn nhớ lại những ký ức hồi trước. Tôi thấy á, không phải riêng một gia đình tôi, nhưng mà riêng chúng chống ở dân Vàng Đò ở đấy á, thì nói trên cái đầm chuồng này thì nó khổ hết. Không phải ai một ai là sẽ sống sướng đâu, nhưng mà những mỗi gia đình là có một kỷ niệm riêng. Có nhiều gia đình là không có nơi ăn nơi ở nữa, phải có nhiều cái rất khổ. Nhưng sau khi bảo tầm lắm lên thì cũng được nhà nước quan tâm á, thì đến một cái thời gian mà đưa đến cảnh định cư lên thì thời gian là người dân càng ngày càng phát triển, là cũng có một cái công việc ổn định, với là nhà cửa đất đai đồ nhà nước cung cấp. Cái bảo tầm lắm là thế ba mà con đo rồi đó, đo mà bà em thì còn con bữa rồi khoảng ngang cả chục mấy mấy tuổi á. Thì bà đi nấp đi trộn đó rồi đó, đều đo thì hơi khổ đó, thế mưa xuống thì ước nông nước thế đấy rồi đó. Sau này gia đình họ mới cấp đất đồ mới lên nhà lên đồ, bữa nay ổn hết rồi. Cái cảm ơn cái đâm chuông là nó chống tống đỏ là tuyệt đái là cũng khổ. Nhân cộng giờ là cái tán dở cái mặt nước làng xanh rang tôm cuông cả là mang cùng sạm lại ta để bắt của hắn. Rồi mang cùng bùa đếm một đi cả đếm rồi sáng má về hoặc đi ngay rồi tuổi về kiếm bữa hôm bữa mai để tới. Nhà nước cấp đất cho, rồi sau này mình mới làm, mình dọn dầm lại khi ấy. Mình mới bắt đầu mới xây dựng làm nhà chứ. Mới chưa làm chứ đều không có thôi chứ. Ai cũng muốn sướng à. Dạ. Cái cả ai muốn mà nghe khổ mãi muốn mà. Ui trà chứ mà nhìn là thấy đo nổ là hết ngãn à. Ngãn là vợ là khi tế là bà mà của mình á. Là ở cái thể chứ rồi là quả cực. Đó. Mà chưa là trời là yên hàng của sự là mình làm càng ngày càng lên tiếng hàng được, là chứ mình có nhà có cửa là cũng yên ổn rồi đó. Sau cơn bão năm 1985, dân Thủy Diền có 2 đợt cấp đất định cư, tổng cộng hơn 100 hộ. Bây giờ, số hộ dân Thủy Diền định cư ở Đầm Chuồng là 420 hộ. Ông Đặng Thương, sinh năm 1967, ở xóm 17, là hộ được cấp đất định cư đợt đầu tiên. Cái tấm nguyện mà được tầm lắm á, thì ở Bồng Bình ở dưới đó thì muộn mơ vì làm như thế nào mà có một miếng đất để mà làm một cái nhà thì cũng mơ tới được. Thì nói cuộc đời của như vậy thì từ trước là bố mẹ của mình vậy thì mình vậy thôi, mà không ngờ rằng đó một cái bà cơn bão tầm lắm mà làm như vậy, cũng nhờ là Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện bởi cho nên là được chi vi. Thì thực tế là nói chống, nhưng nói riêng là cái bản thân tôi thì rất chi là quả vinh hạnh luôn. Mơ mà chứ hiện nay là
được kháng tăng gì là trở thành hiện thực là quá mừng luôn. Nếu trước đấy nếu mà mới một chiếc xe đạp thì không bao giờ có. Giờ chỉ có nhà thì tới 4-5 chiếc xe máy mà xe ạch hạc một chiếc cộng cả trăm mấy triệu vẫn có. Vẫn có thậm chí có những nhà là vẫn có ô tô mà. Dẫn giờ chứ thì cũng có một cái hay là sinh con ra để biết cho con đi học. Chứ không phải như hồi xưa không có gạo ăn thì lấy gì đi học. Nhưng giờ chứ thì có một cái kỷ niệm nhất là đặc biệt nhất là sinh con ra để cho con đi học. Nếu mà gia đình nếu không có điều kiện á thì người ta dù như nhà hội khuyến học này rồi đảng nhà nước vẫn quan tâm những sách vở hay là tiền học vẫn rất là nhiều thứ đối với dân. Từ tầm năm cho đến nay thì nói chung đóng ba con ở như đây là làm ăn càng ngày á, là càng phát triển, rồi là cho con em là đến trường là được đó là được 60-70% thôi. Sau là cách khoảng là mười mấy năm đây là vì bà con là cũng có ý thức được có thể cho con là đi ăn học là đến 100%. Chứ hiện nay là có một số nhiều gia đình có một số là con em là cũng thi đỗ vào đại học. Khi được lên định cư ở đây thì được ăn học được đến trường 100%. Hàng năm mà đỗ vào đại học từ 10-12 em. Những năm ở đây hội khuyến học sẽ làm phát thưởng cho những học sinh giỏi từ cấp 1 cho đến đại học. Mà ở đấy là bây giờ có cái đâm chuông là tốn cả ngón nhất. Nhưng vừa qua có chính sách của huyện ủy Dũng tỉnh ủy là xây dựng cái đâm chuông là khu du lịch sinh thái. Ở đâm chuông thì bây giờ nó sạch sẽ, đường xã đi lại cũng được sự ở đấy ủy ban nhân dân xã thì mở cả cái đường thủy đạo rất là rộng. Lên bờ định cư, người dân thủy diện đầm chuồng vẫn gắn bó với nghề. Họ được cấp mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Bà con còn phát triển ẩm thực phục vụ du lịch. Nhờ vậy, vừa giữ được nghề nuôi trồng đánh bắt thủy sản, vừa có nghề phụ tăng thu nhập. Nhiều bà con trong thôn còn theo những nghề mà trước đây chỉ dành cho dân ở trên cảng, như anh Lê Văn Hiệp, sinh năm 1972, thế hệ thứ hai vàng đỏ đầm chuồng lên bờ định cư. Anh Hiệp tự học nghề tre, vừa sửa ngư lưới cụ cho bà con, vừa tự sáng tác những mô hình trang trí cho các nhà hàng trên đầm chuồng, tạo thêm công ăn việc làm cho anh em bạn bè trong thôn định cư. Một điều quan trọng mà chính sách đưa dân thủy diện đầm chuồng lên bờ định cư đạt được, đó là bà con tự ý thức thay đổi hành vi, học tập lối sống văn hóa, văn minh để phù hợp với đầm chuồng là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng như hiện nay. Cha ông ta từng nói, bần cùng sinh đạo tặc. Đời sống có no ấm thì con người cùng sống tốt đẹp lên. Đó là thành công lâu dài về sau của một chính sách đúng đắn. Trước đây như một cái rạc thải không thì người ta là rất vất bừa bãi. Sau khi có một cái điểm du lịch đến với đầm chuồng thì người ta cảm thấy là cái rác thải họ sẽ bỏ vào có một cái vị trí, rồi ăn nói nó khác hơn, rồi mình sẽ tập thói là dù như trước đây dùng từ tộc thì giờ nó hết đi, rồi cái trước đây xanh say xịn thì họ sẽ quầy phá nhưng giờ họ sẽ bỏ hết đi, cho nên nói về mà điểm góc độ mà nói về trong một cái mà không gian chưa biết ở vùng nào xã nào, nhưng mà nói riêng với đầm chuồng á thì các đó họ sẽ học tập rất nhiều. Cho nên mọi thứ mà nếu ai mà đã đến với điểm du lịch thì mình sẽ con người mình sẽ trở thành tốt hơn rất nhiều luôn. Có an cư thì mới mơ lạc nghiệp.
đưa dân thủy điện Đầm Chuồng lên bờ đã khơi dậy khát khao của bao thế hệ dân Vàng Đỏ Đầm Chuồng. Đó là có một ngôi đình để neo lòng người với mảnh đất này, để dạy cho con cháu Vàng Đỏ về nguồn cội. Đây là ngôi đình của thôn Thủy Diện Đầm Chuồng vừa mới xây dựng xong bằng nguồn kinh phí đóng góp trong 3 năm của bà con trong thôn. Những ngày thờ thầy xây đình, bà con ngày nào cũng đến phụ giúp, chăm lo. Ai cũng hoan hỷ với niềm vui chung. Thì ngang đây thì bà con của chúng tôi là thoát khỏi được nơi là sập bồng bềnh trên mặt nước nữa, niềm hạnh phúc của đó là cái chúng tôi. Thực sự tôi kể câu chuyện này thì nhắc lại thì tôi nhớ ba mẹ, nhưng mà hôm nay tôi cảm thấy là được sống những cái mà trên đầm phá, nhưng tôi nhớ được người ba người mẹ nuôi ra được 9 người con. Bình minh vậy hoàng hôn thì tôi cứ nhớ lại tuổi thơ ấu hồi mà mình đang đói khát. Mình nhớ những ngày đó, nhiều khi tôi cảm thấy là tôi muốn nhìn lại những kỷ niệm đó để nhớ mơ lại về những kỷ niệm xưa và nay, để mình sẽ đóng đầy hoặc là mình cân bằng như thế nào với cuộc một trong mỗi cuộc sống. Trước đây mình đói, giờ chưa mình có, thế cho nên mình phải suy nghĩ những cái gì nên tồn tại hay cái gì mình vẫn nên làm với trong một cuộc sống. Đưa dân Vàng Đỏ Đầm Chuồng lên bờ, vừa giúp dân an cư, vừa giúp dân khai thác được thế mạnh của vùng Đầm Chuồng. Một chính sách đúng, tất yếu đem đến một cuộc sống no ấm, yên vui cho nhân dân. Cuộc đời sẽ nhớ nét quê hương nghìn năm vẫn là có riêng em. Cuộc đời sẽ nhớ nét quê hương.